Yep. Okay. Hey, hello các em. Anh mua xôi rồi. Mua xôi rồi thì anh. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Xin chào em. Nhìn anh. Hôm nay nhảy bốc tầm khoảng độ mấy gói. Mấy ông này rồi ông bà ông bảo tí nữa mà cứ ngồi ở đây. Cứ ngồi gần anh Hải phá còn nhiều mùi vào đấy do cái gì. Ui mày quá xả tay xả bụng luôn. Ba anh em phải xả nhiều mà. Cá nó cắt trộm vào. Hơn 2 tấn cá nó vào đấy cơ mà. Anh em đánh chung ổ luôn. Mấy anh em vừa đang hoặc là ngồi gần anh Hải chỉ đánh 4-5-5-4 thôi. Mình cứ 6-3-7-2 mình ra. Anh nhường hết. Anh đánh 36. Mà anh Hải là anh tính anh Hải là anh Hải anh thả cần nên là cứ cá sang phát lại giật. Phải giật phải đúng trục ấy. Ồ này đẹp nhỉ. Ê có thăm à? Ok lấy mực thăm mình em ạ. Em đây. Anh. Chào anh em. Đến anh kìa. Vâng, anh. Tưởng chỗ cũ. Anh bốc 2 số rồi nhá. Ngồi gần đây cho đỡ phải đi anh ạ. Có anh số 45. Và số anh ghi thầm là số 24. Anh giữ lại số đấy. Rồi ok. 45 24. Anh à. Cảm ơn anh nha. Bị bọc kỹ đây anh. Cũng cả. Bé không em? Em bốc chưa? Đấy, đến đây. Anh em mình ngồi gần nhau cũng được nhá. Ok. Tôi với Dĩ Thẩm bốc số 24 45 anh em ạ. 24 45. Chỗ nào cả thi hương em ạ? Em không biết được. 45 bên kia. Bơ 45 gần cống. 45 gần cống. 45 gần cống. 24 bên này. Cái bên nào khả thi hơn nhỉ? Nói cho Dĩ Thẩm chọn. Dĩ ơi. Lại là chưa gì chọn. Số 45 là nó gần cái cống kia. Số 24 thì nó gần bên cống bên này. Anh ngồi 45 đi. Tùy okay. Anh. Tùy anh em chọn. Anh ngồi cống đi. Ok. Rồi chọn nhá. Anh có xe anh xa đi. Ngoài đây hơi nắng. Anh em mỗi người một đối diện hồ anh em ạ. Ok lên đường thôi. Em giữ lại cái số nhá. Vâng, giữ lại số. Anh em mình ngồi bên này là nắng ấy nhở? Anh ngồi nào đấy? Đây anh ngồi bên góc kia. Ôi bao cần đẹp thế. Bao cần màu hồng này hơi bị hiếm đấy. Cho anh đi nhà đi nhá. Anh đánh chép mới tôi sẽ dùng cái gói ủ chép Thiên Minh em nhá. Tuy nhiên cái ủ chép Thiên Minh nó rất là đậm đặc anh em ạ. Rất là đậm đặc. Nên là tôi sẽ dùng lửa gói thôi. Lửa gói. Cái này thì anh em đánh tự nhiên thì không cần phải dùng hương liệu. Nhưng mà đánh dịch vụ thì anh em nên pha cùng với cám nhé. Tỷ lệ là 1 mồi và 2 cám. Đấy. 1, 2 cám cho anh em trộn đều. Mùi rất là thơm. Đánh dịch vụ thì anh em không cần đậm đặc quá. Nó vừa tiết kiệm. Cái thứ hai nữa là nó dùng cái cám thơm của Vũ Môn thì nó sẽ đẩy cái hương liệu lên anh ạ. Này tôi sẽ dùng đánh bộ chép mới anh em nhé. Tôi sẽ cho một nắp hương của chép mới. Câu vừa phát xạ. Lên cấp nghề chứ Hải. Cứ phải lên cá đâu ạ. Đánh bộ chép mới thôi. Có cá không anh? Tăm đi à? Lột. Ăn nghe lắm. Cá mới. Hôm nay là thả tổng là bao nhiêu cân được không nhỉ? Hôm nay thả 5 tạ rưỡi. Thế. Chủ hồ là cũng là cũng gọi là cũng nhiệt huyết đấy bác nhỉ. Cái này làm cái này mặt bằng. Vâng. Mặt bằng bán ra rất nhiều tiền.
đầu tư hồ bây giờ cũng cũng vất vả lắm. Kia này nó đông đông anh em câu. Vâng. Thế em hôm qua vừa đi Lào Cai về mà sáng nay vẫn về. Cá chú thả tại Hương 3 cân rồi đấy. À đấy ạ. Ôi chấm đen bây giờ to thế rồi cơ. Chân suối to hơn. À. Chân suối nó có nhiều ốc. Vâng. À. Hôm nào em phải lên câu một vài hôm. Ở trong đấy có cho câu không bác? Câu khoảng đó. À đấy ạ. Tạ Hương bây giờ nước nó đầy nó câu ngày chản. Vâng ạ. Thôi đưa phao rồi. Ôi, tì cái thứ hải à. Vâng, dạ. Tì xuống mấy khắc rồi. Nó đưa đi. Cá rồi. Còn chưa bùng lưỡi. Bên em còn chưa bùng lưỡi. Em pha một xả chưa. Bên em nó đánh Trạ Thương thì cá chỉ 2,5 cân, ở bên làng Hà nó 3 cân. À đấy ạ, chấm đen hả bác? Ngắn này. Vâng, cái đợt đấy bọn em thả cả mấy hồ luôn. Về 2 hồ đấy mà anh biết. Vâng. Còn hồi đêm thì có cá đó. Vâng. Hồi đoạn nước chân suối nó lên đến tận đèn thì nó cầu nhiều. Vâng, cái đợt vừa rồi thì tôi cũng thả, có dịp là thả phóng sinh em ạ. Thả phóng sinh 6 hồ ở trên khu vực Vĩnh Phúc và Sóc Sơn. Thả mỗi hồ khoảng tầm vài trăm con đen. Thì thấy mấy anh em vừa nói là nó cũng đã lên đấy rồi. Nó cũng đã lên tới 3 cân rồi anh em ạ. Mà hồi thả chắc còn được thằng lạng. Dùng cái tạo dòng này. Ok, trên cá anh em. Còn 2 phút nữa là tới giờ câu anh em ạ. Hôm nay khai trương. Hiện tại chỗ ngồi là còn hơn 50 cân anh em. Cách nhau là khoảng 4 mét, hơn 4 mét. Hồ này ở Vĩnh Phúc anh em ạ, gần thành phố Vĩnh Phúc. Ở đây là huyện gì nhỉ anh em nhỉ? Ở đây là huyện gì nhỉ? À huyện Bình Xuyên à. Bình Xuyên Vĩnh Phúc anh em ạ. Ở góc này thì hơi nắng. Chuẩn bị khai trương anh em ạ. Anh em cứ xả bằng tay ấy, à xả bằng lưỡi ấy. Có câu hả đúng không? Chưa đến. Chưa. Câu chưa đến chưa? Nó bắt đầu đâu? Vừa đã đến đâu? Đến rồi. Cá gì kìa? Câu ơi anh em. Chủ hồ bảo bắt đầu nhá rồi lại im luôn. Anh em cứ chờ đợi. Quá vô lý quá. Anh em cứ chờ chủ hồ đến. Được đây. Chưa lỗ mấy em báo cáo. Đây sẽ câu 36 đầu cần trước anh em. Đây bên kia lên cá rồi. Cá rồi. Em ơi dư bệnh. Thôi. Bong rồi. Cần đầu tiên bong anh ạ, không sao cả. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Xả lại một cục cho cá nó tụt anh ạ. Đúng không ngại mà vụt. Ôi đỡ luôn. Đỡ luôn anh em ạ. Ôi giời. Hay
khóa anh. Vớt 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 giúp anh. Ai. Quá tuyệt vời giúp anh nhá. Không người hỗ trợ khổ ấy. Ôi Trần Linh ơi, chiều không phải đăng ký đâu. Chỗ nào trống thì là ngồi vào thôi. Quá tuyệt vời. Ôi, cảm ơn em. Rồi, trúng móm rồi. Quá nhiều nhân viên mà không lôi lôi đi, chỉ có đi câu thôi, không ai vượt hộ. Khổ thế. Ok. Vượt. Ok. Đây 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 nha. Cá nó đang ăn trên thủ. Đèn mới cuốn. Rau như là dòng cá ấy. Anh thù mới nói cá là anh thả con. Rồi anh cảm ơn. Đến anh Hải Thiên Vinh với anh mới được có một số mình. Ngô Hà Nam Dưa nó đang gần chục số rồi. Hà Nam Dưa ngồi chỗ đấy đẹp rồi, chỗ đứng cứ chụp công. Công ấy cửa công, cũng lúc đẹp hơn. Rồi. Mình cũng phải tầm 3-4 số rồi. Anh nhận ra ổ xa. Trong chắc thì đầu biết đứng đầu luôn. Để anh xả. Vâng. Anh xả xong em hãy câu. Vâng. 36. Để anh xả hai cục xong em xem cứ ngồi câu. Anh cân phao thì không ảnh hưởng gì cả. Nhiều chưa giám đốc? Được một bóng một ạ. Ok, em ơi. Cho anh lấy cái kéo. Kéo được. Để. Em cứ ngồi đi. Ok. Ăn đấy, ăn đấy, hay quá. Đấy, phải thuê cần thủ đánh hộ. Đang cần cái phao, đang cái phần cần dài. Cứ ra sang bên này, sang bên này. Dựng thẳng này, dựng thẳng nó vào, không sợ này. Dựng thẳng nó vào. Đấy, đang cần cái phao 7m2 anh ạ, tí phương án anh em giật được ngay. Ép thẳng vào. Đồ to không sợ em. Em có bóp vào đi. Không sợ đâu. Em mạnh anh mạnh mà. Em sợ cái cần. Em cứ lùi lại được. Em cứ lùi lại được. Đấy. Rồi. Thank you em. Làm hai con à. Đây. Em cá mới em toàn anh 36. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay nó em ngắm tín hiệu phao của anh Hải. Nó ăn kèm một tập luôn. Đấy, chúc kìa. Mừng. Nó vẫn ăn xa hơn tí. Đây anh ra xong rồi. Ừ ok, em cất của anh rồi. Ok. Ừ. Vừa rồi thì tôi thấy mấy cần anh em đánh cần xa thì cá nó ở ngoài hơn, khả năng là hôm nay nó đông quá mà cá thả cũng 2-3 hôm nó sẽ ra ngoài anh em ạ. Tôi đánh thử cần dài ra ngoài đấy, cá anh em thấy nó quẫy hết ra ngoài. Anh Hải cưới gốc ở đâu anh? Anh cưới gốc ở Ninh Bình. Ừ. Yeah.
đấy. Úi giời ơi, chậm nhịp rồi. Phí quá. Nó bập bập trong cái nhà mình trượt. Đúng quá. Không có cá nữa rồi. Rồi, tuyệt chục rồi. Bập bập đi anh. Hả? Bập bập đang bập anh. Ơ kìa. Anh để ý. Ừ. Vừa sao nó chùi lên tí. Anh đẹp sao cao quá thì nó kém. Ừ đúng rồi. Nó nghĩ hết mồi rồi nó trôi đi rồi. Hả? Nó bị trôi ngang rồi. Hả? Sao hết mồi được? Vẫn ăn sàng. Hôm qua nhỉ. Ấy mất vẫn mất mùa bập. Ôi giời. Vẫn dậy. Vẫn ăn anh. Vẫn ăn vẫn bập anh. Ôi giời ơi. Kém rồi. Phải anh. Đang mải nói chuyện. Nó bảo cứ ăn bật rồi vẫn còn. Đang mải nói chuyện. Đánh ăn dài cái ăn ngay. Nó bập được lúc thì. Đấy, mày qua mấy anh em vừa đi Lào Cai về mấy hôm. Anh được Lào Cai. Lào Cai lên đấy làm gì? Lào Cai lấy đi câu uống rượu. Cái câu cần dài bắt đầu là phao bé không nhịp cái đổi đi Lào Cai. Có tuổi rồi đúng không? Có tuổi. Nhưng mà xuống thẻo nó mới ăn thật. Em xuống thẻo bé. Xuống thẻo đánh chấm rưỡi. Ok, anh cảm ơn em. Mày quá. Dạ quả đẹp. Vẫn còn mồi nhìn nó vẫn bấm bấm nữa. Anh ở chán chê. Đây có anh em đồng đội đấy vui đây chứ. Đi câu nó phải vui này các bạn. Đúng không? Cứ ngồi lùi thủ một mình cơ. Ngồi thủ một mình buồn lắm. Đáng mải nói chuyện về bập lúc. Bập quả mạnh thế nào nó vẫn còn. Đây anh này, anh phải lúc này anh đánh flu mà bây giờ anh phải dùng ni lông. Em xuống em đánh ni lông mà. Ừ. Mình tìm tiện cho mình. Cá nó sợ ra giữa hết anh ạ. Vì hồ này hồ vuông là phải sau phải tính phương án ngay cả cá mới nó ra ngoài. Như này nhé, hồ này bây giờ mình bỏ những góc trên đi rất là bây giờ đóng một hồ giữa. Kiểu toàn sạch cả năm tư. Ừ đúng rồi. Làm càng cần phát nha. Phát chạy giữa luôn. Chuẩn luôn. Chạy đúng giữa chia ra như kiểu 8-3-5-6 ấy. Ừ. Ngồi vừa được nhiều cần mà lại bỏ bớt những cái góc trên. Đúng rồi, chứ cái này ngồi xung quanh này mà đánh xong là cá nó ra giữa là anh em khó. Vẫn có cá tiếp đấy. Thấy, vừa bập trong. Đứng. Nó đẻ à? Thả. Đấy. Úi giời. Giời ơi. Có nổ rồi. Đỏ mình ra phát ông Hải đỏ. Ừ, đỏ thật. Anh em mình hợp nhau ấy. Anh em mình hợp nhau đấy. Và vừa bắt con thả xuống nước đã thấy bập 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 rồi. Đấy, anh em chuyển 72 hết đi. Mình đã tính phương án ngay cái hồ vuông vuông này phải tính phương án là cần dài rồi. Ok, cảm ơn Đức. Hay quá. Con thứ tư ạ. Ok, cảm ơn nhé. Đấy, có anh em câu nó vui hẳn nữa. Không, anh em hỗ trợ là cần này là chịu chết đấy. Không thể vợt được luôn. Bờ nó sâu. Cá nó chậm đi rồi. Vâng, cá chậm là phải chuyển phương án ngay vậy. Không như đấy. Thời gian chuyển 2 á. Đây anh chuyển 2 á. Vẫn là kẹp xả. Cứ thấy bập 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 nhở. Các bạn đánh đồ nhỏ nên không dám bỏ. Tốt chưa? Ôi giời. Rồi.
bong quá bong rồi, vội đấy, chuyển ra ngoài cái nó có tín hiệu nghe không, còn đây đóng luôn. Mày có cần quân tử kiếm nó nhẹ nhẹ mà ra một tay được không? Nhiều cần nặng lắm. Rồi. Úi giời, sao nhỉ? Đẻ à? Đẹp thế mà. Thôi, cho đàn chắc đi. Mến này, mến này, bên bên anh còn còn nhiều mồi lắm, sang đây anh đưa cho. Ôi giời ơi, đang đi uống nước kìa. Thả đúng mồm nó rồi. Chết thật, nó đỡ luôn, thằng nào cứ thế giật giật. Ôi giời, đang định uống nước. Đỡ luôn. Cuốn nổi anh ạ. Cứ nhận nha, bình tĩnh. Ôi, cảm ơn em, mày quá. Ơ tị thế anh ấy mất hình vào. Đang định uống nước, không cho uống nước. Đang cuốn nổ. Đang cuốn nổ. Thế nào mất hình luôn, nó cuốn quanh đấy rồi. Đấy, con lắc lắc á. Đấy, có nhịp đấy. Có nhịp đấy, đúng không? Bập bập đấy. Rồi. Trời ơi, đông cá rồi. Đứt thẻo. Cái con chủ quan bắt bà con này. Đánh đồ bé. Có đủ cho anh cho 2 chấm à? Thôi, cứ đánh chấm rưỡi kìa. Chấm rưỡi này là ok rồi mà. Đấy, chắc chủ quan nó bị dẫy ấy. Nó dẫy nó cứa vào cái cạnh cá ấy. Anh em mình không để ý. Không gian nổi cần thứ hai luôn. Sau ba là đã vất vả lắm rồi. Em đánh cho ba được rồi mà. Cháu ba nó đây phải hai nữa xem nhau. Ừ. Với hai bổ được mà. Chính chủ nước rồi. Không cho mình uống nước. Ô, con kia ăn được gì kia? Uống nước vội quá sặc. Lúc nãy thì nó không cho mình uống nước. Nó vừa uống nước xong sặc thì nó lại ăn. Ok. Ra ngoài đi em ơi. Ôi. Dài quá. Quay đây. Đứt thẻ luôn, phần này nó cuốn hết nhỉ. Rồi, thank you em. Mình đánh chảo chấm rưỡi thôi, không cần vội. Nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng mà đánh đồ to nó không ăn à. Nó bập cho nó hút trượt đi. Đây nhà đây. Hai mà anh chụp dưới này đi. À, cái cam nữa kìa. Vâng. Ra chấm rưỡi mình anh có giật đâu? Vâng. Mình đang nhấc lên là dính mà. 45. Bác ngồi bên phải cho nó mát. Vâng, với lại để em bên phải nó có ô đấy. Vâng. Quăng mồi. Ông mồi thì nó lại quăng ngược bên này. Vẫn kịp xả. Tầm nó tầm đúng không? Mấy con này nhỉ? 6 kìa. Mắt tí nhỉ? Giật dài rồi. Chưa bên kia 7-8 con này nhỉ? Nó cấn ổ. Mình phải nhận nhà, mình cứ bình tĩnh, cứ phải bình tĩnh, đúng không? Mình vội cái là tự nhiên đứt thẻ. Thời gian con ổ là bó nhanh. Vâng. Cứ bình tĩnh. Em bình tĩnh. Bây giờ mình chờ thêm 1-2 phút nó có sao đâu. Tâm. Vâng.
tầm lên bây giờ mà. Rồi lấy rồi thôi, lại đừng nói đứa thẻo nhá, đứa thẻo là thay luôn đấy. Bong bong bong. Thằng này nó mới chuẩn vâng nha. Mỏng nó mới còn nhỉ? Đấy, vẫn bập bập này. Xả nó, khó nhìn. Rồi, lấy rồi. Cẩn thận. Con này to, con này to, con này to. Con này to. 7 số rồi. Mình tính em mày đừng nói thế. Khi nào nó vào vợt thì chắc con này to quá. Con này to. Đánh đánh đây. Ui giời ơi. Ơi biết ngay mà. Bên ngay mà thấy chưa anh bảo. Xin lỗi anh nhá, xin lỗi anh nhá. Nó lại chạy lấy ép vào rồi. Con này to, nó đang to quá. Con này hơn 3 cân. Hả? To quá. Cắt cái thẻo. Cứ chưa đứt nhưng mà sợ giãn. Nó chuyển đồ to. Đồ bé mà không dám bo đúng không? Không dám bo anh ạ. Anh bảo là kinh nghiệm lắm. Lúc nào nó vào vợt thì mới tính anh. Chưa biết thế nào cả. Chạy vướng vướng trục bác kia nên ra là mình phải ép. À không, em sợ mất ổ của bác. Nên là em phải bo căng. Con này to quá. Anh Hải ơi. Anh cho em giật một phát. Đấy. Em chả được giật chán quá. Ngồi vào đây. Chào chấm rưỡi đúng không? Anh thay 2 chấm rưỡi rồi. 2 chấm rưỡi rồi. Vừa một con nó bị bong nên là thay luôn. Mến là này anh 3 chấm nhỉ? Ờ. Cần vứt không đi anh. Em gác lên rồi. Tí em mới câu. Câu. Tí nữa. Ổ em nó bảo là đến gần trưa nó sẽ ăn. Em thay mồi khác đi. Toàn ạ. À. Không, ổ em vừa lấy. À không, cái mồi của anh ấy. Ở ổ anh. Nó bong một mồi. Ô, con này nhẹ nhỉ? Nhẹ mà. Con tự kiếm anh vẫn đang một tay mà. Bên kia chỗ em với anh Duy có cá đâu. Ừ. Nhìn lắm. Có anh em được con à? Có anh em được con này. Phải văng văng mạnh rồi. Anh. Đánh đi. Lúc mất ổ ấy, bà tại chú ra phải. Thôi, quan trọng gì, anh được 6 con rồi. Anh được 6 con thì anh có sợ gì đâu. Anh em cùng thoải mái. Trong ngoài. Dạ. Đâu? Mãi ngoài. À mãi ngoài. Gần mét. Gần mét là được rồi. Gần mét là nó bơi phát lách phát trong vòng 1 giây nó từ nhỉ. Đúng không? Cá nó bơi nhanh mà.
Cái này của anh bỏ đối tượng bao nhiêu gần? Mình nhớ khoảng 300 mấy, 301, 302 thôi. À đối trọng á, chỉ được khoảng 300. Con nào? À con của em à. Gì đấy? Đẻ à? Vừa đẻ à? Có thêm gì? Quá anh Hải ơi! Đánh thẻo nhỏ nó mới ăn. À, vừa rồi anh nhé. Không. Con này nó lành hơn con kia, con kia biết nó phá rồi. Rồi, hôm nay không thả dây. Không sợ. Qua bằng chết luôn. Từ 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 em kệ kệ. Cho nổi mặt là. Nổi mặt lên nào. À, khỏe phết đi. Ừ. Ừ. Từ 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 từ. Vật cứ vật cứ từ từ không không cần phải vật 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 đuổi em ạ. Cứ cho nó ngửa mặt đi xong là tính. Rồi rồi, đấy đấy. Được chưa? Ok, thank you em. Con này to phết. To phết đấy. Ừ. Okay, thank you. Okay. À, thank you. Này nè, lấy cá mới thì thường thường nó sẽ đi quanh bờ anh em nhé. Nhưng mà cái con cá mới này nó thả 2-3 ngày rồi thì nó sẽ quen. Mới đầu nó ăn vào trong này ạ. Nhưng mà do hồ này hồ vuông, với thứ hai hôm nay khai trường thì đánh trong khoảng 2 tiếng thì tôi sẽ đánh ra ngoài mới thấy tăm ở ngoài. Đấy, nên cá mới thì nguyên lý của nó thì thường là sẽ dựa bờ. Nhưng mà có thể 2-3 ngày sau thì nó sẽ chạy ra ngoài anh ạ. Mà nhất là những cái hồ tùy từng hồ. Đấy, thì tôi thấy khả năng là ra 7m2 đầu tiên anh em vẫn đánh cần ngắn. Nhưng thấy tăm mà thở ngoài rất nhiều nên tôi chuyển cần 7m2 là bắt thêm mấy con nữa. 5-6 con nữa. Đấy anh em mình đánh thì cá mới thì phải biết, quan trọng nhất là biết điểm nó đang ở đâu anh ạ. Đấy, còn hương vị thì thường thường nó sẽ ăn vị thơm. Thơm đậm hơn. Hương liệu sẽ cho đậm hơn. Đấy, đấy là cái nguyên lý cũng như là cái tôi hay sử dụng. Nó tăm phía ngoài. Bắt đầu trời nắng là cá nó sẽ chậm hơn chút. Mày với hai anh em xả tay tí nhá. Vừa tín hiệu sao nhỉ? Do anh ấy cẩy. À, ấy, cá vào đấy. Ui, nằm lệch. Cuốn à? Không nhận đánh chập mười bánh cuốn đánh thích thật đấy. Ở vớt vớt dưới bánh này. Nhưng mà rõ ràng. Ừ. Không thay chập rưỡi rồi. Chập rưỡi nó mới ăn. Hai chập rưỡi nữa nó không ăn luôn. Rồi, thank you em. Ôi, vừa bong xong. Thôi bong rồi. Mày thế. Bong mất rồi. May quá. Để. Mồm đi. Mồm. Lên đầu chứ. Thank you em. Nhất đại rồi, nhất hồ rồi. Chưa. Chuyên thua. Bóng với đèn đi. Dấu cả chục. Chuẩn bị hết giờ rồi anh em ạ. Câu đầu tiên là mọi người dừng câu và lên cân cá. Thứ hai là ba câu chúng ta tiếp tục ạ. Kết thúc rồi đúng không?
Úi dồi ôi, chụp bóng rồi. Ôi, hôm nay giật phê thật. Hết giờ anh em ạ. À, câu từ 5 giờ. À, câu từ 7 giờ. 7 giờ. Anh cho em xin. Ok, ok, anh cảm ơn. Anh em mình giao lưu tí nhỉ. Em ở đâu? Em ở Vĩnh Yên ngay. À, ừ, ok. Đâu, cân của em lấy luôn cái thùng, thùng nào? Anh Hoàn bao con? Chủ hồ ơi, anh ấy lấy thùng về rồi, lấy luôn cái thùng kia đi. Thùng này có bằng thùng kia không? Cả, em thấy thùng... Ô, sao anh... Ui, còn cả to thế. Cả này to nhỉ? Hỏi mày sao nhỉ? Cả mình toàn cả bé ăn. Cân được anh ạ. Anh em mình cân được. Không cân anh. Đồ không, đồ đồ làm đấy. Anh em ạ, đổ đấy anh Hoàn ơi. Không, cháu không ăn được ông kia. Em ấy cân cá to thôi em ạ. Ở dưới kia toàn mười mấy con. Cân cá to thôi chứ còn... Cái nhà mày giật tiếp tục không? Anh Hải này giật tít thế đấy. Hai em. Đó, đùa nhau. Nhưng mà anh chưa được về đâu nha. Hả? Mình chưa được về đâu. Đùa thì nó mới vui. 7, 3, 21, 23 cân, 25 cân. Ok, nhưng mà con này được à? Mười mấy cân? 18. Ơ, sao 18 cân à? Cân cá to anh? Em ấy cân cá to đi. Cân. Lúc đầu tiên nhìn Hoàn giật một suốt hết con ruột. Làm 5 con mình chưa được con nào. Ba Hoàn này ba cây khề lắm. Chắc chắn sẽ là như thế. Loại. Bao nhiêu? 3045 ạ. Em 3 cân mấy? 32 rồi. Còn 31 của mình số hồ rồi. Có nhân đẻ rồi. Đây này. Anh Hải con nào được bao nhiêu con? Không, anh được 13 con. Anh Hải nhiêu? 13 con ạ. 13 chắc là khoảng hơn 20 cân cá nó bé. Em được có 4 con. Bờ bên kia nhặt mãi được 4 con đấy. Cho lùi. Hay quá anh ơi. Đây cô. Anh Hải ơi, anh Hải ơi. Cá bé. Cá bé. Ừ đúng rồi. Bù lại video anh trả em nhé. Trả em đấy. Cả bé quá. Cả bé. Nào, bình tĩnh nhá, dậy nhá. Đấy, không ít đâu. 29 cân. 29. Cảm ơn anh. Người Hải Thiên Minh ạ. Thôi không phải cân, không phải cân cân cá to đâu. Một cân cá to này. Kém đúng. Kém đúng một con. Cá to chưa không anh? Kém đúng một con. Cũng có mấy con to đấy nhưng mà thôi. Chả cần. Cứ cấu rồi. Được bao nhiêu nhỉ? 29 cân anh em ạ. Ừ. Khả năng là có cơ cấu tí. Giải ba là của anh Hải cũng bốn đấy. Đấy. May mắn quá được bốc chỗ ngon. Ơi cảm ơn. Ok. Giải ba anh em ạ. Cho anh vài lời chia sẻ. Ok. Cất tiền đi nha. Ok anh em, ok. Rồi, cảm ơn em. Cho anh em vài lời chia sẻ. Thực sự chia sẻ với tư cách một cần thủ thì trước tiên là xin cảm ơn nhà hồ đã tạo một cái hồ đẹp như này cho anh em cần thủ tham gia thi đấu cũng như là câu cá. Thì hy vọng là sắp tới thì rất nhiều anh em sẽ đến ủng hộ nhiều hơn và hồ sẽ tiếp tục duy trì cái phong độ như này để anh em có một sân chơi tốt hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh em. Rồi ạ. Rồi. Anh xem đi nhá.